Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau khi mua đứt Bộ Công an, ông Vượng lại vung tiền tiếp, lần này mua đứt cơ quan nào? Bộ Công an đang sốt sắng vào cuộc để truy bắt bằng được những người tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, cho thấy là đồng tiền của Vin đang rất mạnh, dù cho vốn hóa thị trường của VinGroup đã bay đi cả tỷ đô la. Được biết, vào hôm 12 tháng 7, ít nhất 3 tờ báo và trang tin điện tử ở Việt Nam đã đưa tin về dự án nhưng sau đó phải xóa bài. Ban đầu báo chí nói rằng liên doanh nhà đầu tư Vinhomes và đầu tư Cam Ranh đã xin rút hồ sơ thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án khu đô thị Vịnh Cam Ranh. Đây là hình ảnh Bộ Công an bảo vệ Vin rất hăng hái. Việc rút khỏi dự án không có gì là to tát, bởi rất nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư rồi xin rút chẳng sao cả. Tuy nhiên, việc rút quyết định đầu tư trong trường hợp này được xem là thông tin rất nhạy cảm. Vào hôm 12 tháng 7, tờ báo lớn Thanh Niên đưa tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vào hôm 1 tháng 7 đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3439 vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thông báo và hướng dẫn chủ đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh đối với trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Lý do là liên doanh nhà đầu tư Vinhomes và đầu tư Cam Ranh đã có văn bản xin rút hồ sơ thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Nhưng bản tin hiện không còn trên trang web của báo Thanh Niên nữa. Vậy nếu giả sử như đây chỉ là vấn đề cân nhắc thiệt hơn nên Vinhomes xin rút thì đâu cần phải rút bài làm gì. Việc các tờ báo lớn rút bài được xem như hành động có tật thì giật mình. Bản tin Vinhomes rút đầu tư không chỉ được tờ báo Thanh Niên đăng tải, mà bản tin cùng nội dung này được đăng nhưng sau đó không còn nữa trên các trang như Chất Lượng và Cuộc Sống và trang Việt Nam Mới. Không có giải thích việc xóa bài là do thông tin chưa chính xác hay vì lý do nào khác. Dường như ngoài ba trang này không một bài báo hay một trang tin điện tử nào khác ở Việt Nam đưa tin có hay không việc liên doanh Vinhomes rút khỏi dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh. Đây là hình ảnh dự án Vinhomes ở Cam Ranh. Báo chí Việt Nam chỉ thực hiện mệnh lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, doanh nghiệp không thể tác động được vào hệ thống báo chí bằng mệnh lệnh. Doanh nghiệp muốn tác động vào thì phải có tiền mới mua được sự nghe lời của báo chí và thậm chí có thể sai khiến báo chí viết bài ủng hộ doanh nghiệp. Báo Đấu Thầu, cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 cho biết khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh mặc dù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép đầu tư từ năm 2013, đã có thông báo thu hồi đất nhưng vẫn chưa được nhà đầu tư triển khai. Gần đây, tức là trong năm 2020, theo bài báo, dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tái khởi động bằng việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự án được nâng từ 8.000 đồng lên 20.777 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Vượng không những được công an bảo vệ mà còn được báo chí của Đảng bảo vệ. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, thì tờ báo Đấu Thầu cho biết Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh. Theo đó, liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và một doanh nghiệp khác, địa chỉ đại diện liên doanh tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là nhà đầu tư duy nhất đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Sau này ai cũng biết đó là Vinhomes, mà chính Vinhomes đã rút làm Trung ương nghĩ ông Vượng đang rút và bỏ chạy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế sẽ có biến lớn sau khi có tân bộ trưởng. Trưa ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bà Phạm Thị Thanh Trà công bố hai quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng đối với bà Đào Hồng Lan. Bộ Chính trị điều động phân công bà Đào Hồng Lan thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng cũng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Khi đã nắm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, xem như bà Đào Hồng Lan chắc chắn chức Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho ông Nguyễn Thanh Long đang bị ở trong tù. Được biết, từ năm 1945 đến nay, Bộ Y tế đã có 14 đời Bộ trưởng. Người đứng đầu trong đó duy nhất là bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn về y tế. Bà cũng là nữ lãnh đạo thứ 3 của ngành y sau Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến từ tháng 8 năm 2002 cho đến tháng 8 năm 2007 và Nguyễn Thị Kim Tiến tháng 8 năm 2011 cho đến tháng 11 năm 2019. Đây hình ảnh bà Đào Thị Hồng Lan. Bà Đào Thị Hồng Lan 51 tuổi, quê Hải Dương, trình độ thạc sĩ kinh tế, là ủy viên Trung ương khóa 13. Bà từng là cán bộ tư vấn Trung tâm Xúc tiến Việc làm Thanh niên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội, chuyên viên vụ Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Vụ trưởng Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh văn phòng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tháng 3 năm 2018, bà Lan được Bộ Chính trị luân chuyển chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất bầu bà Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 20 và trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh kể từ khi tỉnh này được tái lập vào năm 1997. Vào ngày 7 tháng 6, Quốc hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thành Long. Cùng ngày, ông Long bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều khoản số 356 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế trong tay bà Đào Hồng Lan. Bộ Y tế hiện nay có 4 thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương và ông Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn, Đỗ Xuân Tuyên. Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt thì ông Đỗ Xuân Tuyên làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Thông thường một người làm quyền Bộ trưởng thì có khả năng cao nhất để lên làm Bộ trưởng. Tuy nhiên đối với ông Đỗ Xuân Tuyên thì xem ra hết cơ hội làm Bộ trưởng. Vào ngày 18 tháng 5 có 3 thứ trưởng bị kỷ luật, đó là ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Trong đó ông Phạm Công Tạc đã bị bắt vào tạm giam, còn hai ông thứ trưởng của Bộ Y tế thì đang chờ đến lượt. Ông Nguyễn Trường Sơn bị cảnh cáo, ông Đỗ Xuân Tuyên bị khiển trách. Theo như một số nguồn tin cho biết, khi Bộ Y tế có tân bộ trưởng chính thức thì hai ông thứ trưởng sẽ được xử lý. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng không còn tin ai ở Bộ Y tế để có thể cất nhắc lên chiếc ghế bộ trưởng nữa. Vì hầu hết trong Bộ Y tế đều dính đến tiêu cực của công ty Việt Á, và nếu cất nhắc những người này lên làm bộ trưởng thì ông Trọng khó mà đốt hết củi trong bộ này cho được. Bà Đào Hồng Lan là người không liên quan đến ngành y dược, được đưa tới đây để giao trách nhiệm. Bà này xử lý nội bộ cho Bộ Y tế mà không ngần ngại há miệng mắc quài như ông Đỗ Xuân Tuyên hay các ông thứ trưởng khác. Đây được xem là bước chuẩn bị để xử lý rốt ráo Bộ Y tế trong thời gian tới. Và đây cũng như thử thách rất lớn cho bà Đào Hồng Lan. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có khả năng sẽ bị lên thớt trong thời gian tới. Nếu bà Lan không hoàn thành nhiệm vụ thì rất có thể sẽ có kết cục như ông Nguyễn Thành Phong khi được điều động từ Bến Tre đến Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế cho ông Lê Hoàng Quân. Không biết bà Đào Hồng Lan có kham nổi hay không.